Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do với những nội dung chính sau đây. Việt Nam ghi nhận 36 ca tử vong vì sốt xuất huyết, thành phố Hồ Chí Minh có 9 ca. 7 người trong đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam bị bắt. Việt Nam đối mặt với mưa bão dồn dập cuối năm 2022. Ấn Độ và ASEAN tìm kiếm tăng cường hợp tác. Trong tiêu điểm nổi bật hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi bài ghi nhận Việt Nam, Trung Quốc và những phát ngôn khó tin. Đã có 36 ca tử vong vì sốt xuất huyết, 20 người trong số đó là trẻ từ 15 tuổi trở xuống. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông báo số liệu trên với truyền thông nhà nước trong ngày 16 tháng 6, đồng thời cho biết thành phố Hồ Chí Minh có số ca mắc mới và tử vong cao nhất trong số 20 tỉnh thành khu vực phía Nam, với 13.500 ca, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2021, và đã có 9 ca tử vong. Quận 12, Bình Tân, Tân Phú, huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn có số ca mắc cao nhất. Trong chiều 15 tháng 6, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã chỉ đạo toàn hệ thống chính trị thành phố Hồ Chí Minh phải xác định công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết là nhiệm vụ, trách nhiệm chính trị, quan trọng và thường xuyên. Trước đó, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, HCDC, dự báo từ đây đến cuối năm có thể xảy ra dịch lớn nếu không có biện pháp quyết liệt để kiểm soát dịch. Bộ Y tế hôm 15 tháng 6 cho biết, tính đến 12 tháng 6, Việt Nam đã ghi nhận hơn 52.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trong đó, các tỉnh thành phía Nam có hơn 39.000 ca, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái. 7 người trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép hàng trăm kg chất ma túy từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ đã bị bắt giữ. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 cho truyền thông nhà nước hay tin trên trong ngày 16 tháng 6. Đại diện C04 cũng cho biết đã thu giữ 115 kg ma túy tổng hợp các loại cùng nhiều tài liệu liên quan khác. Cũng theo C04, điều hành đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia trên là một người ở Campuchia nhưng không nêu rõ danh tính, thông qua mạng xã hội đã chỉ đạo Trần Văn Hải, 52 tuổi, và Nguyễn Thành Vinh, 55 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, phân phối cho các chân rết tiêu thụ trên địa bàn. Điều đáng lưu ý là Hải và Vinh từng đi tù vì cướp giật tài sản, riêng Hải từng thụ án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và vừa ra tù vào đầu năm 2022. Hoạt động của nhóm Hải được đại diện C04 mô tả là sau khi nhận ma túy từ Campuchia, nhóm của Hải vận chuyển về cất giấu tại kho ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó ma túy được chia nhỏ rồi bán cho các đầu mối khác theo chỉ đạo của đầu nậu tại Campuchia. Theo dõi hoạt động của nhóm Hải trong các ngày 4, 5 và 6 tháng 6, C04 phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nhóm của Hải và các đồng phạm, thu giữ hàng trăm kg ma túy. Từ nay đến cuối năm, nhiều tỉnh thành của Việt Nam sẽ phải đối mặt với các đợt mưa bão dồn dập, thiên tai khó lường. Đó là dự báo của giới chức Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên Môi trường được báo Nhà nước loan tải hôm 16 tháng 6. Báo điện tử Việt Nam Plus trích lời ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, từ nay đến cuối năm, dự báo trên Biển Đông sẽ có từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó, có từ 4 đến 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Sáng ngày 16 tháng 6, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đây là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam chịu ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết La Nina vốn ít gặp và thường xảy ra theo chu kỳ 2 năm. Vì vậy, ông Lâm lưu ý, số lượng bão sẽ nhiều hơn trung bình và điều chỉnh tăng hơn so với dự báo trước đây. Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa Ấn Độ và ASEAN, một hội nghị đặc biệt kéo dài 2 ngày giữa Ngoại trưởng Ấn Độ và Ngoại trưởng các nước ASEAN đã khai mạc hôm 16 tháng 6 tại New Delhi. Cuộc họp do Ngoại trưởng Ấn Độ và Ngoại trưởng Singapore đồng chủ trì. Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar nói, Ấn Độ hoàn toàn ủng hộ khối ASEAN mạnh mẽ, thống nhất, với vai trò trung tâm của khối này ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương được nhìn nhận đầy đủ. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishna nói, đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc đang có ảnh hưởng trực tiếp đến toàn châu Á. Ngoài ra, cuộc chiến Nga-Ukraine cũng làm đảo lộn hệ thống luật lệ và các chuẩn mực quốc tế.
Những diễn biến này, nếu không được theo dõi, có thể đe dọa hệ thống hòa bình và ổn định duy nhất mà chúng ta phải dựa vào để phát triển và đạt được thịnh vượng trong nhiều thập kỷ qua, Ngoại trưởng Singapore phát biểu tại hội nghị. Thương mại giữa Ấn Độ và ASEAN vào năm ngoái đạt trên 78 tỷ đô la. Vừa rồi là những sự kiện diễn ra trong ngày, sau đây mời quý vị đến với phần tiêu điểm nổi bật. Thưa quý vị, tại đối thoại Shangri-La ở Singapore năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc đều phát biểu. Người quan sát kỹ nhận thấy nhiều mâu thuẫn trong chính những điều họ nói ra. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên Diễm Thi. Tôi xin nhấn mạnh lại rằng nền quốc phòng của Việt Nam là nền quốc phòng mang tính chất hòa bình và tự vệ. Tăng cường tiềm lực quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam chủ trương tăng cường khả năng quốc phòng bằng nội lực và điều kiện khả năng của mình. Không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống lại nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại nước khác, và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đó là phát biểu của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tại đối thoại Shangri-La năm 2022, diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6 vừa qua. Phát biểu của ông Phan Văn Giang một lần nữa cho thấy Hà Nội kiên định với chính sách 4-0 của Quốc phòng Việt Nam. Chính sách này được chuyển từ chính sách 3-0 từ năm 2019. Trung tá Vũ Minh Trí, từng công tác tại Cục Kỹ thuật, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng cho rằng trong khi tình hình thì không có gì thay đổi lớn, mối đe dọa từ các thế lực thù địch, theo như người ta nói đấy, càng ngày càng tăng lên, thế nhưng mà lại chẳng cần liên minh quân sự với ai, thì tôi thấy đấy là một cái chuyện nó không có căn cứ thực tiễn, kể cả về mặt lý luận, đấy là thứ nhất. Thì tôi thấy đấy là chính sách ngoại giao muốn bàn với tất cả các nước này, rồi cái chính sách quân sự là 30, 40, 50 ấy, thì tôi thấy là nó là rất tào lao và nó có hại về nhiều mặt, khiến cho Việt Nam không thật sự có một đồng minh nào thực sự là đáng tin cậy. Thế cho nên tôi nói thực ra tôi cảm thấy là về mặt ngoại giao và về mặt đối ngoại, về mặt quân sự ấy, của Việt Nam bây giờ đấy, thật sự là hết sức đáng lo ngại. Cũng tại đối thoại Shangri-La năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nói rằng Bắc Kinh và Hà Nội đang có mối quan hệ rất tốt đẹp và khẳng định Trung Quốc chưa bao giờ xâm chiếm lãnh thổ nước nào. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc nêu quan điểm của ông với RFA. Cái thứ nhất là Ngụy Phương Hòa vẫn tiếp tục xảo ngôn, nói rằng trong lịch sử Trung Quốc chưa bao giờ đi xâm lược ai. Thì rõ ràng chúng ta thấy đây là một cái luận điệu là xuyên suốt của nhà nước Trung Quốc hiện nay. Họ chối bỏ tất cả những cái cuộc xâm lược của họ trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Nhìn lại lịch sử Việt Nam, chúng ta thấy rõ ràng chưa có một sứ thần nào của Việt Nam mà phải chịu nhục khi bị đối phương hạ nhục tại hội nghị hoặc là đi sứ. Nếu như sự thật mà Trung Quốc phát biểu những vấn đề đó trước Bộ trưởng Phòng Việt Nam mà Việt Nam không có một cái phát ngôn để trả đũa, thì tôi không thể hiểu nổi cái thái độ của Việt Nam tại hội nghị Shangri-La. Đây không phải là lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tuyên bố nước này chưa bao giờ xâm lược nước khác. Tại đối thoại Shangri-La năm 2019 tại Singapore, vị bộ trưởng này phát biểu, trong suốt 70 năm qua kể từ ngày thành lập nước, Trung Quốc chưa bao giờ phát động một cuộc chiến hay xung đột hay xâm lược quốc gia khác hay lấy dù chỉ một tấc đất của nước khác. Lịch sử đã chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh là Trung Quốc không theo con đường của những cường quốc tìm kiếm việc bá quyền khi mình lớn mạnh. Bá quyền không phù hợp với những giá trị và quyền lợi quốc gia của Trung Quốc. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đã cho Tự do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.